Bài giảng ngày thứ 8. Ngày thứ 8 đã qua, bây giờ quý vị còn lại 2 ngày. Và trong 2 ngày này, chỉ có 1 ngày để tu tập nghiêm chỉnh. Dù chỉ 1 ngày nhưng cũng đủ tốt nếu ta thực sự tu tập. Tu tập nghiêm chỉnh, làm đúng như phương pháp thiền đòi hỏi, quý vị sẽ gặt hái được rất nhiều lợi ích. Một điều quan trọng khác nữa, hãy tiếp tục hiểu đúng đắn phương pháp thiền này, để khi về nhà, quý vị sẽ vận dụng đúng đắn phương pháp thiền này. Quý vị sẽ thực hành đúng đắn. Quý vị sẽ áp dụng đúng đắn phương pháp thiền trong đời sống hàng ngày. Nếu không, dù quý vị có tu tập chăm chỉ và nghiêm chỉnh, nhưng không tu tập đúng đắn, quý vị sẽ bỏ lỡ các lợi ích đáng lý phải thu nhận được nhờ phương pháp thiền này. Hãy tiếp tục hiểu rõ hai khía cạnh quan trọng của phương pháp thiền này. Cả hai đều quan trọng như nhau, đó là ý thức và sự bình tâm. Cả hai đi đôi với nhau. Như đôi cánh chim, cả hai đều có kích thước và sức mạnh bằng nhau. Nếu không, chim sẽ không thể bay được. Như hai bánh xe do ngựa kéo, cả hai đều có kích thước và sức mạnh bằng nhau. Nếu không, chúng sẽ không thể chạy được. Cả hai đều quan trọng ngang nhau, ý thức cũng như là sự bình tâm. Nếu quý vị có ý thức nhưng quý vị không có sự bình tâm thì không đạt được mục đích. Và nếu có sự bình tâm nhưng quý vị không có ý thức thì cũng không đạt được mục đích. Nếu quý vị ý thức được thực tại bên ngoài, các thực tại thu thiền biểu hiện ra bên ngoài cũng tốt đấy, nhưng đó không phải là Vipassana. Ngay cả đến thực tại thu thiền thuộc về cơ cấu thân thể, thuộc về cơ cấu tinh thần của quý vị, cơ cấu thân thể, tất cả các hoạt động của cơ thể quý vị ý thức được, cơ cấu tinh thần, vài cảm xúc rất thu thiền chắc đặt đến trong tâm và quý vị ý thức được. Điều này có ích lợi đấy, nhưng đây không phải là sự giảng dạy của Đức Phật. Ngài muốn quý vị làm việc với cảm giác trên thân thể. Có những đạo sư trước thời Đức Phật, có những đạo sư cùng thời với Đức Phật, có những đạo sư sau thời Đức Phật. Và hầu hết các vị ấy, ngoại trừ những ai có những hành động không có đạo đức, nếu không, những người thực sự thánh thiện cũng có cùng lời khuyên nhủ, là đối với các đối tượng của các giác quan của mình, quý vị đừng phản ứng lại những đối tượng này. Hình dáng, hình thể, màu sắc, ánh sáng, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm, ý tưởng, chúng có thể dễ chịu, chúng có thể khó chịu, nhưng đừng phản ứng lại chúng. Đừng sanh lòng ham muốn, đừng sanh lòng ghét bỏ. Lời giảng này của Đức Phật Gautama không có gì mới mẻ cả. Đấy không phải là sự giác ngộ của Ngài. Sự giác ngộ của Ngài là đi sâu vào trong vấn đề. Tất cả những người khác đều chú trọng đến Salayatana, 6 cửa giác quan và đối tượng của chúng. Tưởng như là lòng ham muốn và ghét bỏ nổi lên là vì đối tượng của 6 cửa giác quan này. Ở mức độ bề ngoài, điều này đúng. Nhưng khám phá của Đức Phật là Salayatana Pachayavasa, 6 cửa giác quan tiếp xúc với các đối tượng tương ứng của chúng, và Vasa Pachaya Vedana. Vì sự tiếp xúc này nên sinh ra một cảm giác trên cơ thể, dễ chịu hay khó chịu. Và Vedana Pachaya Tanha, sự ham muốn của quý vị, sự ghét bỏ của quý vị bắt đầu xuất hiện sau khi quý vị đã cảm thấy cảm giác trên cơ thể. Mắt xích kết nối ấy đã bị bỏ quên, cho nên người ta cứ tiếp tục tu tập để thoát khỏi ham muốn, để thoát khỏi ghét bỏ, nhưng chỉ là ở bề mặt. Còn cội rễ không bao giờ được đề cập tới. Họ không nhận ra rằng họ phải đi tới mức độ của cảm giác trên cơ thể để nhổ tận gốc rễ của bất tịnh. Đây là sự đóng góp của Đức Phật Gautama cho nhân loại, một phương cách để thoát ra khỏi khổ đau từ mức độ sâu thẳm. Nếu chúng ta thiếu sót điều này thì ý thức của chúng ta không phải là ý thức trọn vẹn. Ý thức về cảm giác trên cơ thể
và sự bình tâm trước những cảm giác này, dù là dễ chịu hay khó chịu. Đây là hai bánh của chiếc xe này. Con chim này có hai cánh, cả hai phải có kích cỡ bằng nhau, sức mạnh bằng nhau thì quý vị mới tiến bộ được.